để tiếp tục chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 26 tháng 8, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trao tặng thôn Xuống Trỏng, xã Đồng Lương, bộ thiết chế nhà văn hóa thôn. Tham gia buổi lễ có Thượng tá Tạ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo xã Đồng Lương và thôn Xuống Trỏng. Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, trong thời gian qua, cán bộ và bà con nhân dân thôn Xuống Trỏng đã nỗ lực hết mình trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến hiện tại, thôn đã đạt 12 trên 14 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa thôn bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để giúp thôn Xuống Trỏng có thêm điều kiện, trang thiết bị phục vụ tốt hơn trong công tác tuyên truyền, cũng như hoàn thành việc chỉnh trang, trang trí và hoàn thiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo đúng lộ trình. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, cũng như hoàn thiện đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho hội họp, sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ của thôn Xuống Trỏng trong thời gian tới. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trao tặng thôn Xuống Trỏng bộ thiết chế nhà văn hóa thôn với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm, thắm tình đoàn kết giữa quân và dân của lực lượng vũ trang huyện nhà trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Được biết, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Lang Chánh đã tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, không chỉ bằng việc trao tặng tiền mặt, hiện vật, giúp các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ huy quân sự huyện còn huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ tích cực tham gia ngày công lao động, cùng bà con nhân dân làm đường giao thông, thực hiện các hạng mục trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân.